Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda Monkey 125 2023 dọn kiển với nhiều đồ chơi kỳ lạ đến từ một biker Thái. Cái chiếc Honda Monkey dọn hôm nay, khi nhìn ngắm em ấy, anh em sẽ không khỏi nghi vấn về cái lối lên đồ kỳ lạ của người chủ đầy quái đản. Phải chăng đây chính là cái thú vui đốt tiền của một anh biker Thái Lan? Người chủ cái chiếc Monkey dọn hôm nay thật là một người rất là chịu chi khi anh ta tung ra khoản tiền hơn 8 triệu để trang bị cho mình cụm thắng Kelsbis VIC cùng với một cái bình dầu cùng hiệu Kelsbis. Ngay vị trí tay lái bên kia thì hoàn toàn để xin, khí diện mạo chèn trên đông trần trở nên là không được cân đối lắm. Tiếp đến, chúng mình thấy cái chiếc Monkey hôm nay được người chủ chi ra khoản tiền gần 16 triệu để nâng cấp cái chẳng bạc CC trên dưới thiệu đến từ của SMA và một cái thanh chẳng CC. Những món đồ chơi hoàn toàn không đem đến hiệu năng vận hành hay cái cảm giác ở dụng rõ rệt, nhưng vẫn được người chủ ưu ái hoàn toàn bỏ quên cái vị trí cầm con. Vốn dĩ thì cái chiếc Monkey hôm nay mang cho mình cái cặp phục upside down xịn sò, người chủ cũng chịu chi dường như vẫn chưa hài lòng với hiệu năng nhún của nó, nên đã bổ sung thêm một cái cặp phục và một cái bộ kit nâng cấp theo đến từ của Resports, đem tính khả năng can thiệp và cái quá trình nhún nhảy của phục một cách dễ dàng hơn. Chàng chân trước cái sự hiện diện để thắng của Nesmoto gắn hoàn toàn như xin, đảm bảo với chức năng ABS hoạt động một cách trơn tru mượt mà. Heo thắng là dòng của Rainbow đen logo đỏ, bên cạnh thì người chủ còn gắn thêm phải cần tới phát nhôm, cái phát heo của Revolution. Cái dòng phát heo này được gia công sắc sảo ôm sát các từng đường bo viền cạnh của cái chân phục. Để thắng Nesmoto và heo của Rainbow đen logo đỏ cũng xuất hiện ngay cái diện chân sau. Phát CC ngay vị trí này theo đến từ của Revolution. Cái thế heo gắn xoay lên trên dù không đẹp mắt, nhưng cái thế xoay xuống dưới nhưng sẽ hạn chế tối đa nguy cơ bị bụi bẩn thâm nhập vào bên trong con heo dầu, hoặc diện mạo heo dầu bị xuống cấp do đá sỏi văng khi chúng ta nằm quá gần với mặt đường hay chúng ta đèn xe xuống dưới. Chiếc cái phục kê tết phía sau đa số hoàn toàn ngay cái vị trí của nguyên bản và chắc chắn sẽ đem lại hiệu năng nhúng là êm ái và đầm chắc ổn định hơn, nhờ vào cái thước ti nó to và mật độ là sao cũng dày đặc hơn rất nhiều khi đặt cạnh những cái phục nguyên bản. Nâng cấp cái con xích cơ của mình nhiều món đồ chơi hàng hiệu, nhưng không vì lý do đó mà người chủ lại bỏ đi cái ống xả nguyên bản. Anh ta đã giữ lại ống xả nguyên bản. Thật sự thì mình thấy khi nâng cấp một cái dạng ống xả như Over Racing hay là Yoshura thì chắc chắn cái hình của cái chiếc bên kia hôm nay đã trở nên hầm hố rất nhiều. Future 105 dọn cực đẹp với nhiều đồ chơi xịn sò đến từng biker Việt. Một cái chiếc Future dọn được biến tấu rất nhiều những món đồ chơi xịn sò như cái dòng của Rainbow Olin, nhưng lại là mắc ở đây chính là cái dòng cái size sinh trần. Và chúng ta thấy một cái điều ít dọn như cái chiếc Future hôm nay, dàn áo nó bật với cái tầm phổ phun trắng phối cùng một vài chi tiết vàng đậm từ cái phần bộ tem của Trang Y, đồng thời những chi tiết màu vàng được người chủ cố tình lựa chọn để hòa hợp cùng rất nhiều đồ chơi khác trên xe. Phía sau lái ta thấy những món phụ tùng cần thiết, điển hình như đồng hồ báo Wall giúp hạn chế và kiểm soát được cái lượng điện của mình có mức ổn định hay không. Bên cạnh đó là cái cụm tăng Dono hay ga nằm xéo vừa làm đẹp, cút gắn hành trình trên xe đời bay nhanh hơn. Xoay phía trước ta thấy được cái cụm tăng của Rainbow Asset được tích hợp cái núm tăng chỉnh, đổ cùng cái tâm màu chiếc ống cạc Dono và nắp bình dầu mà xe đang ứng dụng. Với cụm tăng này sẽ đem lại hiệu năng ổn định và hỗ trợ người dùng canh dầu nhanh hơn. Chàng chân trước có thêm cây dầu đồ chơi bấm nhiều đầu tạo phong cách riêng cho người chủ. Cố định với heo của Rainbow, logo đỏ 2 đối xứng được tinh chỉnh cái phát sao cho phù hợp với phần đĩa thắng cái size 220, có kết cấu lồng lõm kèm cái tán titan đến từ anh mến 56. Tiếp đến đốc máy theo vài chi tiết được xe bóng rất đẹp, điển hình như cái cần thắng của bộ thì là titan, còn những chi tiết khác như carbon hay oxyda thì là cái tông tổng hợp lại, làm nên một cái bản độ đẹp theo từng góc nhìn riêng. Cái chân chống cũng được thay lọ inox có một cái độ bền màu tốt hơn và không bị bong chóc trong quá trình sử dụng. Phụ sau cái bản Olin của Monkey lắp qua cái chiếc Future hôm nay, vì cái bình dầu phụ phải cắt cái áo nhiều khi không bị cả cứng. Tiếp đến ở đây tầng thấy cái size sinh trần hiếm người độ, dọn nhất phong cách này buộc lòng người chủ phải thay lại phần cấp nhôm để được bỏ những cái bộ phát nhỏ và cái hộp bắt sên. Sau đó có cái bộ nhông xin dĩ nhiều màu sắc và cạc tay của Takawa. Các bạn thấy phong cách dọn thế này thế nào? Cảm ơn các bạn hãy giải đáp này hãy chi tiết nhớ like, share, subscribe.